Ok, xin chào các bạn. Mình là Trần Thắng. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy Thắng ngay phía sau Thắng không? Đó, nick trong veo này. Đó, giếng nước. Đây là gì? Đây các bạn này. Cây đa, giếng nước và sân đình. Đó, bạn thấy không? Thì hiện tại Thắng đang về quê, mới về quê ngày hôm qua, quê ở Thái Bình. Thì hiện tại cái nơi Thắng đang đứng ấy, đó là di tích về đền thờ của Trần Hưng Đạo hay gọi là Hưng Đạo Vương đấy, Trần Quốc Tuấn đó các bạn. Thì quê Thắng là ở đây, thì nhà Thắng cũng gần cái vị trí này. Và đầu xuân năm mới thì cũng bây giờ cũng khá là bận, thì hôm nay Thắng về đây nhận tiện về đến đền Trần, và hôm nay chắc chắn là sẽ vào đền Trần để xin lộc cho mình, cho gia đình và xin lộc cho những nhà đầu tư trong cái giai đoạn sắp tới nữa, được không ạ? Thì nhân dịp mùa xuân tới thì chúc cho các anh chị em đang theo dõi trên Trần Thắng Bất Động Sản có thật nhiều sức khỏe, và năm mới thì mọi người có được sự đầu tư tốt, an toàn và sinh lợi nhuận rất là nhiều, được không ạ? Và bây giờ thì Thắng mời các bạn cùng Thắng dạo qua quanh cái di tích về đền thờ của Hưng Đạo Vương, Trần Hưng Đạo. Thì tất nhiên đây là một cái nơi di tích chỉ thờ riêng về Trần Hưng Đạo thôi. Còn những một cái di tích về đền Trần nữa, thì cách xa chỗ nhà Thắng khoảng đâu đó là 10-15 km, thì chắc chắn là cũng sẽ ghé đó rồi. Đó, nhưng mà cái nơi đây là cái nơi mà Thắng đã từ nhỏ, Thắng đã chơi ở đây rất là nhiều. Nhà Thắng cách đây có đâu đó là khoảng 200-300 mét à. Đó, từ nhỏ Thắng đã chơi ở đây khá là nhiều. Nên khi về đây gặp lại những cái khung cảnh nó cổ kính, và nó có một cái gì nó bình dị, bình yên, các bạn thấy không? Thì làm một cái video này. Đó, thì ngày hôm nay là chuẩn bị là một cái ngày cúng cổ đình này. Đó, thì mọi các chú này, hiện tại chú của mình, ông của mình cũng trước đây là cũng làm và trông coi cái đình thờ Trần Hưng Đạo này. Đó, thì bây giờ Thắng sẽ quay các bạn một vòng nha. Rồi. Đây các bạn nhìn này. Đó, di tích lịch sử văn hóa đền thờ Trần Hưng Đạo. Đó. Ở đây là cái nơi ngã ba này. Đó, còn đây là nhà văn hóa thôn. Đó, thì cái nhà văn hóa này là cái nơi mà trước đây là mình đá banh hồi nhỏ này, đá banh dây khá là nhiều. Đó, hồi đó thì cây đa này hồi đấy chưa có nha. Đó, mới trồng, thì đó là cái sân mà mình hay đá bóng. Đó, chúng ta cùng đi vào cửa đình nha. Cái điện thoại này bị đứt, các bạn thông cảm nha. Nó bị vấn đề gì nữa. Đây. Rồi. Các bạn vào này, bạn nhìn này. Hôm nay này chắc chắn sẽ xin lộc cho các bạn và các nhà đầu tư nhá. Ngựa này. Và. Đó, các bạn thấy không? Đẹp không? Về đây thì con nét gì nó cổ kính này. Các chú đang chuẩn bị lễ cho buổi sáng ngày hôm nay. Đào Tết miền Bắc này. Điện thoại bị sao ta? Các bạn thông cảm nhé, video ngày nay. Chào bác. Đây là điện ngoài, bên trong thì còn một điện nữa. Có cung ngoài, có cung trong. Dạ đúng rồi, có hai điện. Đây là trong cung, trong cung, cung. À dạ, hai cung. Một trong viên, đấy gọi là cung trong mới rồi. Là như vậy. À, cái cung trong. Cái hồi nhỏ là mới cung ngoài, cung trong cái gì? Cung trong là gọi là họ cung. À, họ cung. Còn đây, còn đá nạng xe ở đây. À, cung trong.
chợ gì thì nhiều hơn. Đây là cái nét truyền thống, nét văn hóa của cái khu mà trước giờ mình đang ở, đền thờ của Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn đó các bạn. Đây, đây, đây là cái sân mà đá banh của mình hồi nhỏ này. Đó. Về quê là đúng là cái một cái cảnh nó rất là yên bình các bạn, đi xa mọi xứ thứ nó xô bồ. Đó, về đây thì cái năm nay ấy, cái lịch của mình ấy là sẽ không về quê, nhưng mà sáng mùng 2 Tết nhá, sáng mùng 2 Tết ngồi cà phê một mình, ngồi cà phê một mình thấy suy nghĩ rồi nhắn tin cho vợ kêu thôi đi về quê. Tại vì cái trước đó ấy, là cái lịch của mình ấy là mình đi Đà Lạt và Nha Trang cơ, nhưng mà đến nay thì đổi lại. À, còn bên đây nữa, mời các bạn qua bên đây luôn. Đây là ông quản lý cái đình này. Tôi yếu thì nghỉ. Nhưng mà tôi ra đây thì có cái gì cũng biết thì gọi cho tôi. Dạ, dạ. Trước thì ở đây nhiều lắm. Dạ. Đây là cái tín ngưỡng dân gian nha các bạn, tín ngưỡng dân gian. Con đọc là cậu đọc được chưa nhau? Dạ con không đọc được, con không đọc được. Dạ cái này chữ nho này các cha chú đọc được, ông đọc được, con đọc bó tay. Con học được không? Dạ. Con học sẵn rồi. Vâng. Mời các bạn vô tham quan cung trong một tí nhé. Dạ. Con vào trong đi ông ơi. Dạ dạ. Đây cung bên ngoài, các bạn cho quan cung bên ngoài. Đây, hai sao. Dạ. Bái đường, bên ngoài ba gian bái đường, trong là cung. Điện thoại này bị đứt nha các bạn, thông cảm nhé, sao kỳ ta. Rồi. Đây là cung bên trong thì hồi nhỏ này cái cung này cũng có một cung này thôi. Đây là cung này thì cung bên đây có cả tư tượng của dạ. Đức Thánh, dạ, tất dạ. Cả các thứ ấn phái kiếm cờ trong này dạ, dạ. À, đây là đền thờ Trần Hưng Đạo về là mình Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo đấy dạ. Coi được cả thế giới công nhận chứ không phải độc. Dạ dạ con biết là dạ đúng rồi. Đức Thánh. Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đấy. Mà Đức Thánh Trần đó đúng không? Đức Thánh Trần. Đức Thánh Trần. Là... Dạ, con xin phép con vào quay. Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo. Hãy chút nét ra để coi là chiêm ngưỡng nơi dạ. Bài ngự để coi là chân thôn Tân Nghĩa Hưng Hà Thái Bình. Dạ. Có sắc phong của tỉnh và chứ. Ngài về đây ở cái bờ đê kia để đưa về mộ các Trần Kiều là ở Hồng An đấy, à, ở đúng chỗ rồi. Đấy. Dạ à, đúng rồi, dạ đúng. Tiến Đức nhưng mà ngài đóng quân ở đây vong tất cả đưa vua về, thế là ngự ở đây. Dạ. Thế là bắt đầu dân thôn từ bao nhiêu đời, từ thời thế kỷ thứ 13 cơ. À dạ. Thế là nập thờ ở ngoài kia bờ sông. À dạ. Lúc ấy đi bằng sông từ Bạch Đằng Giang trở về đây, thế bây giờ nó bồi nấp đi rồi nó chỉ còn giờ thành cái sông nhỏ chứ còn dạ, trước dạ. Đưa cả quân về đây, quân về đây để đưa dạ, dạ. Vua về để chỗ Tiến Đức đây ba dạ. Cái mộ của bốn đời vua nhà Trần dạ đúng rồi, đây. Dạ đúng đấy. Rồi, dạ đúng rồi đấy. Chắc ngày mai ngày chiều nay hoặc mai con ghé ngoài ngoài đó đấy. Xin lộc xin lộc Đức Thánh Trần, nhưng mà đây là vì là ngài ở đây dạ để quay được đưa về vua về. Xong lại về Tần Thương bên kia, đấy là đầu, nó có một cái chỗ. Uống nó ra đi, không uống nó ra đi, không uống nó ra đi. Đó, các bạn thấy không? Đó. Các bạn thông cảm nha, cái điện thoại này nó sao nó bị giật kỳ quá.